Ngày hôm nay hai chị em chúng tôi đã lựa chọn một màu sắc trang phục rất là trang nhã, một màu hồng cánh sen, một màu hồng nhẹ, báo hiệu rằng là chất liệu âm nhạc trong tuần này cũng có sự thay đổi. Vâng, và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta phải cùng đến với thành phần quan trọng nhất của cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là thành phần ban giám khảo. Trong thời gian chờ đợi em có thể hát không ạ? Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Chị đi luôn giùm em, đi luôn. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan, nhặt lại từng cánh rụng rời. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả nụ hôn rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy đưa mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Xin được giới thiệu, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Hôm nay anh ra một mình, một mình vậy? Lúc đầu là một cặp. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng đây là một tiết mục mà chúng tôi cũng cố gắng là để nối vô cái phần MC vừa hát ngẫu hứng lúc đầu, để chữa lại cho cái bài hát nó hơi cục chút xíu. Và sau phần hát của tôi dĩ nhiên là sẽ có một dòng hát tiếp theo được nói vô. Thế nhưng cái người mà hay đi cặp với tôi đó là chị Bé Tư, hôm nay là có một cái đầm không liên quan tới bộ đồ tôi cho lắm. Do đó anh quyết định đi riêng. Dạ vâng. Nếu như ở tập trước quý vị và các bạn đã từng thấy một bộ đồ mang hơi hướng của chủ tiệm Hoành Thánh thì thưa quý vị, tập này cô ấy không còn bán Hoành Thánh nữa, sang hơn, cao cấp hơn, coi chuyện mà bán tổ yến như một cái tổ chim thưa quý vị đây. Một xin mời quý vị, xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Vâng thưa quý vị, đây thời trang đà điểu sải cánh giữa sa mạc. Đúng rồi, không còn Hoành Thánh như năm nào, bây giờ nó chuyển sang bán tổ yến. Bữa nay cũng xin sơ hạt lụn nữa ra, đừng chặt chém người ta trước à. Chưa gì ra chặt nữa rồi. Không có chặt, tôi kêu, đáng lẽ nãy nó ca cái đầu tiên là người ta nói. Dạ người ta nói. Nói xong thì bây giờ nó nói không lợi thì mình cánh đồng phai. Biết sao không? Hả? Nói không lại là phải rồi, mấy người đâu có vô hệ của tôi, đi qua chỗ kia ở đi, nhanh lên. Nhưng tôi biết có một người vô hệ của tôi thưa quý vị. Đó, có người vô hệ tôi, và đó không ai khác hơn thưa quý vị, nữ hoàng catwalk Minh Tuyết. Xin mời. Wow. Thưa quý vị, concept của chúng tôi là đen, quyền lực và sang trọng. Anh ơi, thiếu người. À, bên đây ta có bộ ba. Vâng, thưa quý vị, đúng. Vẫn còn một người. Thưa quý vị, xin được giới thiệu bác bảo vệ hàng xóm Hoàng Nhật Nam.
đừng đùa với anh ấy. Tránh ra, giang ra. Trời ơi. Anh Nam ơi, trời, bữa nay em thấy anh Nam kiểu mà nhìn rất gì và này nọ luôn á. Rất gì và này nọ. Đây là phong cách vệ sĩ thưa quý vị. Đứng kèm mình, xin mời anh đứng cạnh chị đó, cho chị Cẩm Ly đi. Không, anh đứng Minh Tuyết là còn chưa có ra lắm. Rồi anh khoanh hai tay lại mặt thật ngầu. Thưa quý vị, đó là vệ sĩ, chính xác đó là vệ sĩ. Đó là vệ sĩ. Dạ vâng. Và một tràng hô tay cho bốn ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Nãy giờ là anh Trấn Thành là xuất hiện khá là đặc biệt, chị Tư cũng rất là đặc biệt rồi, anh Nam cũng vậy rồi, còn chị Minh Tuyết vẫn chưa có lên tiếng gì cả. Xin mời chị, cảm xúc của chị khi quay trở lại với tuần mới như thế nào ạ? Đây là một trong những cái chương trình Minh Tuyết yêu thích nhất. Thứ nhất là về ban giám khảo, còn về các thí sinh thì mỗi ngày tạo cho mình cái sự gọi là bất ngờ, bởi vì mình không có nghĩ rằng là có nhiều người hát giống thần tượng tới mức như vậy. Nhờ cái chương trình này mới thấy được rằng là mình hạnh phúc bởi vì có người yêu thích mình và có người đã hóa thân quên cả bản thân mình để trở thành mình. Điều đó là mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Dạ, bọn em chờ, dạ. Bọn em chờ 40 phút trôi qua. 40 phút trôi qua vẫn không thấy nói gì. Không thấy anh hiểu tụi em đang đợi cái gì. Dạ, dạ. Hỏi anh đi. Cảm xúc của anh khi đến với chương trình, anh cảm thấy như thế nào ạ? Giám khảo Minh Tuyết đã nhắc đến những giám khảo của chương trình, đã nhắn đến các bạn thí sinh hát thật giống thần tượng, đã nhắc đến ban nhạc vi diệu của chương trình cùng với những bản nhạc được biên soạn cực kỳ đặc biệt đến từ nhạc sĩ Minh Vi, và cũng như những dòng hát ấn tượng của chương trình thì sẽ không thể nào hơi thiếu sót một chút nếu như chúng ta không nói về âm thanh ánh sáng của sân khấu. Thưa quý vị, quá đẹp và... tôi đang rất là thích thú khi mà mình có hy vọng, mình có hy vọng gì mình và tiếp theo nữa à? Em nghĩ là văn của anh còn lai láng còn gì lắm. Nữa xin à? Mời anh ạ. Xin mời anh. Thưa quý vị, khi mà đến với âm thanh ánh sáng của chương trình, chúng ta có thể thấy được rằng là bên cạnh đó bộ phận khói lửa cũng xịt rất tốt và rất đúng lúc. Thưa quý vị, tạo cho các thí sinh có những cái màn trình diễn u ám mờ ảm nhưng mà vẫn rất còn, là huyền diệu. Vẫn còn mỗi một tuần chúng tôi có thể thay đồ, chúng tôi có thể có một cái thời trang fashion show, chúng tôi có thể fit được với nhau, ba người là ba màu đen, hai MC là hai màu hồng với lại cái màu hồng này nữa, nhưng mà hai MC không ăn nhập gì vô giám khảo này còn lại, bởi vì thưa quý vị, giám khảo này là nổi hơn là vì có lông. Anh cảm thấy như thế nào ạ? Tiếng hát của các thí sinh trong tuần này, thưa quý vị, tôi chỉ muốn nghe tiếng hát của thí sinh mà thôi, và chỉ muốn nghe tiếng hát của thí sinh. MC. Quý vị và các bạn thân mến, MC sẽ nói, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn quý vị. Đi về. Chương trình không thể nào không có sự góp mặt của hai người trong nhóm bè Cadillac. Thưa quý vị, là nhóm bè Cadillac, một nhóm bè đã giúp cho các bạn thí sinh hát rất là tốt. Thưa quý vị, anh nói đúng lúc cái từ Cadillac em dắp liền luôn, ghê dễ sợ thiệt. Nói nào ngay hai MC của chương trình. Kính thưa tất cả quý vị. Thưa quý vị, hai MC của chương trình sẽ giới thiệu vào phần tiếp theo. Ok, mời tụi em. Và bây giờ sẽ là phần dự thi trong vòng thi đấu mang tên Lộ Diện. Xin mời. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi anh vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một tiếng hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Giống năm dễ nở.
đừng trách anh vì sao giấc mơ tan màu. Đừng hỏi anh vì sao ngày đôi ta bắt đầu một tiếng hôn nồng sâu. Trượt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng đôi ánh nhìn, tình cảm dầm mưa thấm lâu. Em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là ý. Và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Rồi là người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình, thương em như là em gái. Đừng lo lỡ về em khi mà em vẫn còn yêu anh. Càng xa lối, càng trong vắng. Không biết là bốn giám khảo có đoán được bốn nghệ sĩ thần tượng được hóa thân ngày hôm nay là ai không ạ? Cô gái này là Hương Tràm nè. Còn cô gái còn lại này thì giống giống Mỹ Tâm. Còn anh chàng phía bên kia thì là Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà còn anh chàng này là rất khó đoán. Dự ảnh pha một chút Nu Phước Thịnh, pha một chút Duy Mạnh. Anh đoán nha, Phan Mạnh Quỳnh đúng không? Đó, lại hỏi thăm liền. Em tên gì? À, em tên là Quang Hùng và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang là kinh doanh tự do. Bán gì em?
Nói chung em kinh doanh tự do cho nên cái những mặt hàng đó em bán quần áo không có nè, bánh đồng sản em cũng chơi luôn. Bán chỉ như giùm anh cái. Em bán chỉ như mà cái hai năm mấy không ai rớt. Anh chị em nè, chạy qua An Điềm quận 5 bán cho anh Đức nha em. Thấy thương bạn lắm. Cái bài này á, là cái nhạc trữ tình ballad mà cái ông Phan Mạnh Quỳnh ổng hát cái nhạc ổng là một cái thế giới riêng. Ông Phan Mạnh Quỳnh ổng không có hát ballad theo cái kiểu mà pop ballad. Thành thử ra ông hát một cái loại nhạc nó có một cái chữ ký riêng mà mình nghe cái mình biết nhạc Phan Mạnh Quỳnh liền, nên nhiều khi nó hơi bất lợi cho cái bạn này, tội nghiệp bạn. Tôi sẽ chờ đợi bạn ở cái bài hát chính của bạn. Vỗ tay, cảm ơn Trấn Thành rất nhiều. Xin chào bạn, bạn đến từ đâu, bạn tên gì? Dạ, em tên Lê Trang. Em đến từ đảo Phú Quốc. Em thì nội trợ. Ồ, là có gia đình rồi. Em bằng tuổi chị Mỹ Tâm, sinh cùng tháng. Wow, hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có những cái bài hát tiếp theo ấn tượng hơn để dành tặng cho mọi người nha. Mình quyết định phải đi vào vòng trong để mà con của mình với chồng của mình ở nhà đã ủng hộ mình nha. Chào bé Tràm. Bé Tràm tên gì, đến từ đâu? Em là Nguyễn Thị Thu Ngân và em đến từ Nghệ An. Em năm nay là 21 tuổi ạ. Em Nghệ An là cùng quê với Tràm luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp tục chàng trai cuối cùng, Bùi Anh Tuấn. Chào bé Tuấn, bé tên thật là gì và đến từ đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Nguyễn Nam Ánh ạ, 26 tuổi và em đến từ Đắk Lắk ạ. Dạ hiện tại bây giờ thì em đang đi hát mấy quán acoustic trên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ không biết cảm nghĩ của chị Minh Tuyết như thế nào ạ, xin mời chị. Cho chị chào bốn em nha. Thực sự là với cái vòng này, đối với bản thân chị thì chị lại thấy các em chưa giống lắm. Và chị hy vọng rằng có thể là vì một cái bài mà chia cho bốn người hát, chứ có thể là tụi em chưa có thể hiện hết được những cái chi tiết. Nên chị rất là trông chờ vào vòng sau để mà có thể biết rõ hơn về tố chất giọng hát của các em có giống thực sự hay không. Và thường ở cái vòng đầu tiên á, thì giám khảo thường hay nhận xét đó là nét phản phất. Và để mà thí sinh có thể mà biểu lộ rõ hơn về giọng hát của mình á, chúng ta sẽ cùng đến với phần biến hóa. Xin mời.
cho nhẹ lòng anh. Nhan sắc này, giọng hát này, bộ đầm này, thường người ta hay xúi đi thi hoa hậu lắm. Anh nghĩ sao đạo diễn nội tâm Hoàng Nhật Nam? Trước kia thì anh hay xúi như đi thi hoa hậu làng hài lắm. Nhưng mà từ nay thì anh đã đỡ rồi. Anh đỡ rồi. Anh suy nghĩ lại, anh sợ mấy người chấm nó tội nghiệp người ta. Anh rất là thích cái phần trình diễn vừa rồi của Thu Ngân. Mặc dù em không có làm gì nhiều cả, mà em rất là thả hồn mình vào trong cái bài hát này. Những cái nhắm mắt hay là những cái đưa tay hay là gì đó, em làm mọi thứ thuần thục. Thì anh nghĩ rằng là những màn hóa thân tiếp theo sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái điểm thú vị. Và anh đang mong chờ cái điều đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn em. Mời chị Cẩm Ly. Khi em diễn cái bài này có Tràm rất nhiều. Cái giọng của em á, nó rất là hay và nó hiếm lắm. Mình cứ nghe, mình cảm giác là em đang khan tiếng, sắp tắt hết hơi. Nhưng mà thật ra là không phải. Giọng Tràm là như vậy. Và chị thấy em làm được điều đó. Em có một vài chỗ nó hơi bị vội. Càng về sau thì em làm càng tốt. Phong thái thì chị nhìn em là sáng sân khấu và rất đẹp. Chị thích. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Sao chị lại khác với chị Ly? Tiết mục này không chấm về ca sĩ thần tượng thì chị chấm em. Thì cái luyến của em á, nó lại hơi giống cái luyến của chị. Tràm luyến lên rồi xuống, còn em luyến ngang rồi lên. Có nhiều chỗ như vậy, cái luyến đuôi của em nó không giống cái luyến của Tràm. Thật ra thì mình phải tách ra hai phần. Những nốt trầm và trung em giống Tràm. Bắt đầu lên nốt cao em không giống. Là vì sao? Lên nốt cao em phải hát bằng kỹ thuật của em thì em mới lên được những cái nốt đó. Tràm lên nốt cao, cái khẩu hình vẫn bấu cái chữ lại. Em lên cao, khẩu hình em mở toạc ra, vang rộng để cái chữ nó khuếch đại ra. Ví dụ như là Tràm sẽ hát là cho nhẹ lòng hát. Là vậy, còn em là nhẹ lòng hát. Đúng không? Đúng không? Hả? Gọn hơn, Tràm gọn hát Tràm gọn hơn. Nên vì vậy nếu em thật sự muốn chinh phục đỉnh cao của chương trình này, em phải chịu khó luôn cái phần đó là em lên cao, em cũng phải bấu khẩu hình lại. Đúng không? Mình đã nói là cuộc thi này không phải là cuộc thi kỹ thuật thanh nhạc tốt, hay là không phải là cuộc thi hát cho thiệt là hay, mà cuộc thi hát giống thần tượng của mình. Vì vậy phải để ý những cái tiểu tiết đó. Đó là một. Phần thứ hai là em tách câu nó không giống Tràm. Nếu em để ý Tràm hát những bản live, Tràm sẽ hát là yêu gặp nhau là xuyên, khi hết xuyên từ đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Mà Tràm hát gọn là yêu gặp nhau là duyên, còn em là nó bị hơi bị ngang một tí. Em hiểu, em tách chữ ra nhiều quá. Còn Tràm là nó gom nguyên câu lại, ví dụ khi hết xuyên từ đi đó. Đúng rồi, Tràm hát vòm nhiều. Đúng rồi, vòm. Tràm hát vòm để đẩy lực ra, em hiểu không? Đúng rồi, em phải để ý những cái tiểu tiết đó thì em hát nó mới có cái để chấm điểm nha. Nhưng vẫn phải khen ngợi em, giọng hát rất hay, rất là trâu chuốt, có kỹ thuật. Anh nghĩ em sẽ tiến xa, chúc mừng em. Một tràng hoa tay chúc mừng cho Thu Ngân. Cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Mà em đứng kế bên em thấy giống Tràm thiệt á. Bây giờ mình đặt tên nickname đi. Kia là Hương Tràm, em Hương Trầm. Hương Trầm. Em có nói giọng Nam Bộ được không? Dạ được. Em chào bốn vị huấn luyện viên. Và em xin được cảm ơn những lời nhận xét của bốn vị huấn luyện viên rất là nhiều. Giọng đó là miền Nam đó hả? Giọng này là giọng gì? Là giọng miền Nam bà ơi. Giọng miền Nam quên, quên. Em xin được cảm ơn lời nhận xét của bốn vị giám khảo rất là nhiều ạ. Dễ thương. Và chúc cho em sẽ có một màn hóa thân tiếp tục ở vòng tiếp theo. Cố lên. Còn bây giờ nha. Một tràng hỗ tay cho Thu Ngân. Thu Ngân hả? Thu Ngân. Nghe là thấy tốn tiền rồi đó. Thấy nha. Có tiền luôn. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Xin mời. Hơi đêm đêm có hay mơ ruột buồn hơi vương trên môi mật đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sau vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cần ra bâng.
hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc không? Mơ mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu? Đây mùa đông ơi xin hãy lòng tiết rơi để chăn lối em anh về. Đây mùa đông ơi xin hãy lòng tiết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Bay bổng hơn chứ không? Nhẹ hơn. Nhẹ bay hơn, nó nhẹ mà nó bay bổng. Này mùa đông ơi xin hãy lòng tuyết rơi để chăn lối. Bây giờ mới thấy là Bùi Anh Tuấn xuất hiện nhiều nhiều rồi đó. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Đố bạn đặc trưng của Bùi Anh Tuấn là gì? Dạ thưa anh Trấn Thành là nốt cao. Với lại cái lúc mà anh Bùi Anh Tuấn nhả chữ thì nó rất là nhẹ nhàng. Nhả chữ nhẹ nhàng là vì Tuấn có học hành ha. Nhưng mà một trong những cái đặc trưng á, Tuấn hát dồn một câu rồi tống một cái hơi ra ngoài thật nhiều. Mùa đông ơi xin hãy làm chút rơi để chăn dấu em đông đầy. Đất ơi. Không đúng đúng. Đúng không đúng không đúng không? Chính xác. Mà hiện nay trong bài này anh thấy em thiếu. Còn cái phong cách đố em Bùi Anh Tuấn cái đặc điểm nhận dạng là gì? Theo em thì cái tay ấy, lên cao thì hay đó. Hay lắc hồng trà đúng không? Dạ, đúng rồi. Lắc hồng trà. Anh gọi là tay lắc hồng trà đúng không? Ok. Đó là một. Nhưng cái thứ hai em bước ra là Bùi Anh Tuấn là lúc nào kia? Đây là đâu? Tôi là ai? em hiểu không? À, đúng không? Nhưng mà khi hát là nhắm mắt lại châu mai đúng không? Bắt đầu hơi Phương Thanh nhập chút xíu. À, thì em phải làm ra cái thái độ là ra kiểu ngơ ngác, không biết gì, lâu lâu đứng chùi tay vô quần, chùi cho rách cái quần thì thôi. Hiểu không? Đây là vòng đầu thôi. Anh dạ. Chia sẻ cho em vài cái kinh nghiệm để anh hy vọng là em cũng sẽ tốt hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Phân tích về mặt kỹ thuật khác á, như anh Trấn Thành vừa nói thì anh nghĩ là nó là cái căn nguyên. Bởi vì Bùi Anh Tuấn được mệnh danh là hoàng tử ballad. À, hoàng tử nhưng mà hát thì rất là say đắm, hát rất là dữ dội vào những cái đoạn mà cao trào. Và có một cái điều gì đó nó rất là đa tình. Thì anh mong là những cái màn hóa thân tiếp theo em sẽ thể hiện được điều đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn Hoàng Nhật Nam. Không biết là chị Tư, chị có chia sẻ gì với bạn không ạ? Thông qua phần trình diễn vừa rồi. Em có được một chất giọng cũng khá là đặc biệt. Trời cho. Em hát cũng rất là cao nha. Và em hát rất là tốt luôn. Nhưng chỉ có điều là với cái thần tượng của mình thì mình chưa làm được đâu. Tại vì Tuấn hát nhẹ nhàng. Còn trong em có cảm giác như là vẫn còn có một cái sự nó cố gắng để lên cái nốt đó. Còn về cái phần mà để mà ngoại hình tất cả mọi thứ thì có lẽ là hơi khó đối với em á. Tại vì cái dáng của Tuấn nó không có đứng thẳng vậy. Với lại rụt rè lắm. Chị còn nhớ ngày xưa chị đặt Tuấn là lúc mà đang thi The Voice đó. Và chị nhớ hoài chị đặt tên, trời ơi, thằng nhỏ nó có cái đầu bắp cải su. Nó vậy nè, nó lù xù lòa xòa là đặc trưng của Tuấn luôn á. Lên cứ rụt rè tôi ngay ngô. Tôi còn nhớ con lần tôi đi diễn Mỹ với nó.
mấy bạn biết đi gửi một cái kiện hành lý là rất là nhiều tiền, mà đi nhiều kiện hành lý thì đóng tiền nhiều hơn. Thì thường người ta nếu như mà có mang đĩa qua tặng cho khán giả bên hải ngoại thì người ta pack đĩa lại thành một cái vali để người ta đi cho nó dễ. Đúng rồi. Nó mang 4 cục vali, mỗi cục là một hộp đĩa nhỏ. Khui ra hết phải không? Trời, để 4 cục. Trời ơi, mà tôi nói ê Tuấn, tại sao em không để 4 cái cục này vô một cái vali chứ, em đi như vậy lát người ta tính tiền em nhiều rồi sao. Nó cái nó tháo 4 cục ra, nó đổ hết đĩa vô là nó ngập tràn, nó đầy không được. Trong khi người ta chỉ cần phải xếp cái đĩa lại gọn thì là để được, còn nó đổ ra hết cái dần chồng lên nó để không được. Tôi giống như con sen con ở đang lơm gom gom ngồi chồng đĩa, xếp cho nó ngay ngắn, qua ngày mai nó bay qua tiểu bang khác để quên vali. Trời ơi. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Dạ, Thành nói hết rồi, chị đâu còn gì để nói nữa em. Thôi chị chúc mừng em vào vòng trong. Nếu được thì tỏa sáng hơn nữa với những góp ý của anh Trấn Thành 40 phút. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng bạn, cảm ơn bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cá. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đan chiếm cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe dòng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền, tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á.
nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó. Chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ. Nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó, vì cứng nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thật sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối, cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật, nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy, nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ, cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn. Dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngõ tên một rừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ đây tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa. Buồn thay la la la. Buồn thay la 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 la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bao phó mặc ở duyên trời, nhưng thân tâm anh trách nàng tại sao vội. Một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa. Buồn thay la 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 la. Buồn thay la la la. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa. Buồn thay la 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 la. Và giờ em đã là vợ người ta, hay sống vui hơn ngày qua. Nhạc tung tắt thanh niên rời ba, còn năm sau tên đứng lơ ngơ, ai là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra. Buồn thay la la.
đó chính là Quang Hùng. Có vẻ như là đúng như lời ban giám khảo hồi nãy nói, cái bài đầu tiên không phải là lợi thế của anh ấy. Và lần này Quang Hùng đã hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh như thế nào? Xin mời ý kiến của Trấn Thành anh nha. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, về cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích Phan Mạnh Quỳnh. Riêng cả cá tính, cách sống của bạn ấy, tư duy và cả âm nhạc của bạn ấy, sống rất nội tâm và cái đầu bạn cực kỳ thông minh, tình cảm và nghĩ ra những cái đề tài rất là hay. Và nghe cái bài nhạc đó, người ta biết ngay là bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay cả khi tôi nghe cái album của chị Mỹ Tâm Vol 9, tôi nghe tôi cũng biết bài nào của Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm. Tôi nói, bài này hình như Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Và tôi dở ra tôi coi, đúng thiệt. Như vậy có nghĩa là người ta, cái cá tính người ta mạnh đến mức độ là người ta làm cái gì nó rõ ràng cái đó. Bạn hát cái bài này á, cơ bản là giống, nhưng mà để nói sâu hơn một tí không giống chỗ nào. Thì cái đầu tiên là cái giọng bạn bị bẹt hơn Quỳnh. Quỳnh hát nhừa nhựa, tôi gọi trong cái bài này là hát theo phong cách Túy Quyền, hơi xịn xịn chút xíu. Bạn đang hát bị tỉnh táo quá. Cái thứ hai là mặc dù Quỳnh nó ngắt chữ rất là chắc nhịp, Quỳnh là nó hát cái bài nào của nó cũng có nhịp hết trơn á, mà nhịp nó chắc lắm, nó ngắt ra không mà không bao giờ nó kéo dài. Là bạn là nốt đơn, còn Quỳnh là nốt đơn nhưng sau đó rung nhẹ một cái rồi dừng. Bạn hiểu không? Đó, cái đó rất là quan trọng. Chúc bạn đi xa hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh cũng đã từng có cơ hội để làm việc với Quỳnh khi mà anh là tổng đạo diễn của lễ trao giải âm nhạc cống hiến do Báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm sang còn người trông theo. Lúc mà làm việc với Quỳnh á, thì Quỳnh rất là chăm chú và anh chàng này rất là hiền, hiền khô luôn và rất là chăm chú đến rồi ngồi đợi để chạy chương trình. Và đặc biệt là trong những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh á, anh thấy là trong đó nó có những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Lúc thì lại đơn giản dễ hiểu nhưng mà lúc nó thể hiện một cái điều gì đó rất là ma mị. À, em nghĩ vậy nè anh Nam. Thật ra Quỳnh nó rất là thông minh ở chỗ là nó mượn cái lời văn dễ hiểu nhất để diễn tả một cái tư duy rất là sâu. Và anh để ý nha anh Nam, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ mà hiện nay sử dụng câu từ rất tốt. Câu A nó nối với câu B, mà anh để cái vần nào cũng vần á, đám cưới như nó mờ xa, và không bao giờ cưỡng âm. Có nghĩa là cái dấu thanh lúc nào cũng đúng với cái nốt đó, không bao giờ cưỡng âm, là dấu quyền hát thành dấu sắc, ví dụ vậy. Không bao giờ có cưỡng âm. Biết tại sao không? Vì người nhạc sĩ mà họ biết hát thật sự giống như ca sĩ thì họ ít khi nào bị sai cái vấn đề đó lắm. Còn có nhiều nhạc sĩ họ không biết hát, họ chỉ thích cái nốt đó và họ đặt để nó đúng vào rồi. Đó cho nên có nhiều cái nốt tận, ví dụ như chữ chữ luyến chẳng hạn, hay là cái thành chữ luyên. Cho nên vì họ không biết hát cho nên họ không biết là cái nốt đó người ca sĩ sẽ phải luyến như thế nào. Cho nên cái điều đó là cái điều những người nào mà là ca sĩ và làm nhạc sĩ thì họ ít khi bị những cái lỗi như vậy. Và anh nghĩ rằng là hôm nay em đã thể hiện cái bài này thì em cũng phải hiểu một chút tính cách của Phan Mạnh Quỳnh nữa. Một người rất là hiền và sống nội tâm như anh Thành nói, có một cái điều gì đó nó rất ma mị và triết lý. Anh nghĩ là em thể hiện những điều đó trong những cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì em sẽ hòa nhập hơn. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Tư Cẩm Ly, chị ngồi ghi chép cái gì quá trời vậy? Thật sự ra là em tự tin lên, em thoải mái lên, chị thấy khán giả vỗ tay muốn chết luôn. Mà em rụt rè mắt em tìm tìm gì ở dưới, em đâu có thả thính người ta đâu, người ta thả thính ngược lại em sợ gì? Mà đẹp không? Trai, đâu có bụng bự như tôi mà sợ. Quỳnh hát dù có cao cách nào giống như cũng không nghe cao nha. Kiểu giống không hả? Cái cách hát của anh giống như xỉn rượu, anh cứ nhựa nhưng mà nó mềm mại lắm em. Làm vợ người ta. Nhận xét xong là bán khảo xịn hết luôn nha mọi người ơi. Mai mốt bài đi hát bài này là phải nhờ. Say đó là say tình, đó là say cái bài hát của bạn. Một tràng pháo tay nữa cho Quang Hùng, chúc mừng bạn. Vừa rồi là phần biến hóa của các thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo, đó là vòng hòa thanh, xin mời. Thank you.
khi mình đã chia tay lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc mơ trẻ. Khi anh còn nhớ em, khi anh cần em, xin hãy gọi, em vẫn sẽ ở đây chờ anh đến. Cho dù ngàn kiếp sau, cho dù em sẽ không trở về, anh vẫn sẽ ở đây đến suốt cuộc đời. Vô rồi đó. Khi mình đã chia tay lâu rồi, anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc. Nam Ánh và Thu Ngân một lần nữa đã quay trở lại với màn song ca này. Liệu rằng anh Nam ơi có làm thuyết phục anh được hay không? Xin mời anh. Cái anh Bùi Anh Tuấn này lần này trở lại dữ dội quá chừng. Những cái quãng cao, cao vút luôn. Và dưới này thì khán giả cũng như giám khảo đều cảm thấy rất là phấn khích. Còn đối với Hương Tràm thì vẫn da diết như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là hai bạn hình như vẫn còn thiếu một sự gắn kết nào đó một chút xíu thêm để mà về mặt cảm xúc nhiều hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn. Vì là anh biết Bùi Anh Tuấn với Hương Tràm hồi xưa cũng là người yêu của nhau đó, cho nên là người ta hát bài này, viết bài này rồi tham gia cái dự án âm nhạc chung này thì nó cũng thể hiện một cái tình nghĩa nào đó. Bây giờ là tình bạn thôi nhưng mà... Anh em xin lỗi anh chứ tại vì bài này là bài chia tay cho nên là không thể nào gắn kết được. Không, người ta không. Có sự luyến tiếc ở trong luyến đó tiếc. Cái bài người ta mới nức nở được nước ý nở. Anh Nam đúng là rồi. Như vậy. Vâng ạ. Dạ, cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, chị đang ngồi xếp cái đầm cho gọn. Cái đầm chị xếp tới mai chưa gọn. Với Ngân thì chị vẫn rất là dành tình cảm cho em. Nhưng ở bài này em đã có cái rất giống của Tràm, những cái hơi, những cái nội lực. Nhưng mà Tràm hát vòm rất nhiều thì qua đây em lại bớt đi tí xíu nữa. Nhưng sau cái đoạn mà trước lúc ao em hát cái câu phiêu riêng á thì lúc đó lại bắt đầu tốt lại, nó lại hay để mà kết cái câu ao.
tụi em được đi vào vòng trong nữa, thì cứ mỗi một lần mình khắc phục như vậy thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Tại vì chị rất thích cái thần thái của Thu Ngân ở trên sân khấu, không phải ai cũng có được nha em. Cảm ơn chị Tư. Bây giờ nói một tí về Thu Ngân đi, chỉ một cái chiêu này. Anh để ý Tràm nghe nó hát á, khi nó ngân cái gì đó, xin lỗi Tràm xíu là nó để miệng nó hơi mớm chút xíu. Xin lỗi đâu, miệng em mơ. Người ta hát mắt người ta mớm, sao người ta hát được? Người ta đã ép cái giọng người ta vô cái khẩu hình giống của Hương Tràm, còn bắt phải vừa khép vừa cũng phải. Cái đó là cái miệng của Hương Tràm nó như vậy rồi. Trời ơi trời, tới thi ca sĩ thần tượng thì nó phải giống, là phải giống tới nơi tới chốn. Có cái phẫu thuật thẩm mỹ nào mà phẫu thuật mỹ mớm được không? Em phải về, em giả bộ em nhìn vô gương rồi em thử hát coi cái âm thanh, biết đâu nó sẽ ra như vậy. Không, em hiểu không? Tôi không chấp nhận điều đó. Thành, anh thấy là khẩu hình vậy nó hơi bị giống trúng gió không Thành? Xin đưa đeo miếng em mơ mơ mơ. Giống gì? Giống gì? Khó lắm anh, trúng gió lắm. Trúng gió thì thường là khẩu hình là sẽ thả luôn đơ anh nha. Không có chút được. Chị phản đối cái điều đó. Khi em hát đó, em thăng hoa quá. Có đôi lúc em là chính em, rồi em cũng thích Tràm, nhưng mà khi bắt đầu nhạc nó vào em thăng hoa quá, chị thấy em là em chứ không phải là Tràm nữa. Chứ còn tự nhiên bắt ta hát nó nói vậy chứ sao ra Tràm. Đây là hai ý kiến trái chiều, nghe tôi đấu tới sáng phải bảo vệ ý kiến của tôi. Các bạn ơi, mình tham gia ca sĩ thần tượng là phải giống cả cái cách hát, cái khẩu hình, cái biểu cảm, cái cách phát âm, cái cách tạo ra âm thanh. Bây giờ bạn để ý hát live là lâu lâu Tràm có để cái khẩu hình như vậy, mà bạn thử hát như vậy biết đâu nó ra cái loại âm thanh giống như Tràm. Nó hơi khó, tại vì người ta khó nói khó mới làm chứ còn biết, ví dụ biết dễ rồi. Ai cũng thấy được. Tại vì gì nào, người ta hay nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép môi. Em nghĩ là chính xác hơn là ép dầu ép nở, ai mở ép móm chị ạ. Anh đề nghị, anh không bắt buộc, em hiểu không? Cái là anh thấy nó thú vị, anh chỉ cho em. Nếu em về em tập được, vòng sau em làm, thí dụ em vào trong thì nó quá tuyệt vời luôn. Người ta sẽ thấy, ô, giống Tràm lắm. Tại vì bây giờ thí dụ tôi bắt trước sáng bây giờ nè. Bắt trước Lệ Quyên mà không chúm chiếm cái môi, sao tôi tin là Lệ Quyên được đúng không? Hát Lệ Quyên là phải chút chút cái mắt cái mũi chút chút là Lệ Quyên, còn hát siêu phép là em không phải là sơn đó là miệng phải vậy mới là siêu phép. Không, cái đó là Trấn Thành anh, mặt anh hề còn lắm. Còn Hương Tràm là sẽ con Trần bấm mơ hơi bấm mơ mơ chút xíu mới là Hương Tràm. Ông dê thù chút quá nhiều quá. Cảm ơn nhận xét của ban giám khảo à. Ảnh kêu thí sinh bắt chước gì là dòng sao nó rớt hết đây. Anh chỉ biết là anh góp ý cái có đứa nó sửa cái nó làm quán quân, nó làm cái đang cây. Anh chỉ biết vậy thôi. Mình lố. Chúng ta về cứ nghiên cứu về những nhận xét đó để mà phát triển hơn nha. Xin lỗi. Thiệt. Bây giờ cái anh đưa ra nó là chiêu, còn dĩ nhiên làm giỏi hay không thì nó là em. Đưa chiêu ra là chuyện của giám khảo, nhưng em phải coi cái chiêu đó em có xài được hay không. Thanh, được không ha? Tôi hỏi nè, ví dụ lỡ ca sĩ nào bị hô hát thì người ta làm sao? Nè, nếu mà ca sĩ nào bị hô trước khi giải Hương Tràm đi niền răng em nha. Đã tới mùa mấy mới được đi thi thì cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Nhưng cho tôi nói thêm câu nữa, biên bản Bùi Anh Tuấn dòng này xuất sắc nha. Một ca hót ơi. Yeah. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm thôi ơn. Đi vô giùm tôi cái đi, trời ơi, cuộc chiến phía dưới đòi vỗ tay cho Nam Anh Thu Ngân vô. Cảm ơn tụi em rất là nhiều, trời đất ơi, gia đình ổn định. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến tiết mục tiếp theo. Xin mời. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đầy ắp nghi ngờ, cô độc giữa đêm. Một phút mi nhắm ngơi nghỉ mà toàn là nỗi đau, có lẽ câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên. Vì nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ để thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Tuổi đời nhẹ lướt như mây
cho mình ấm áp mới. Chuyện buồn từ đó không phải nhòa, dù tháng năm vốn là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lẫn thiết tha. Liệu rằng lần nữa đi bên nhau ta sẽ yêu bao lâu hay mãi, kết thúc vẫn thế luôn thật buồn. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đây ấp nghi ngờ cô độc giữa đêm. Một phút mi nhắm người nhìn mà toàn là nỗi đau, cứ thế câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên. Từ nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông dâm hơn. Chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Chuyện đời mà thế cũng phải nhòa, dù tháng năm buồn là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lần thiết tha. Liệu dầu lần nữa thúc thế vẫn luôn thật buồn. Anh ấm chặt thơ quá. Một câu chuyện buồn, chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Người đời nhẹ lướt như mây trời, em hãy qua rồi vời để tìm kiếm cho mình ấm áp hơn. Và đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Chuyện Buồn. Yeah, một tràng pháo tay cho hai bạn. Sao anh Thành? Thật ra tôi rất thích những cái tiết mục như thế này được diễn trên sân khấu. Không biết ở ngoài là chị Tâm với Mạnh Quỳnh có hát chung với nhau vậy không nhỉ? Dạ chưa. Hình như chưa đúng không? Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm bài này trong cái album vô chính của chị. Và hôm nay mình được nghe Phan Mạnh Quỳnh hát là cái bài của mình vào cái version của một người khác. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được là nếu Quỳnh hát thì nó cũng hát như vậy á. Nhưng mà vẫn là một câu nói cũ là em vẫn hiện nay em đang bị tỉnh táo quá em nha. Khi em hát giọng Mạnh Quỳnh là em phải tưởng tượng mình đang đánh Thái Cực Quyền. Lực chưởng một cái nhưng mà cảm giác là không có gì hết trơn á, thì nó mới ra được cái loại giọng đó. Mỹ Tâm, cái vòng này hơi có vấn đề nha Mỹ Tâm ơi. Có hát trật đoạn, ban nhạc giỏi quá cú luôn. Bài này bạn không có cái thái độ hiện đại của Mỹ Tâm của năm 2019. Tâm là một cái người nghệ sĩ rất là phấn đấu, thay đổi mình, không bằng lòng với cái hiện tại. Và Tâm không bao giờ feel cái câu bị lạng, bạn hát bị loạn choạng. Bạn Mỹ Tâm lần này thì bạn hơi xuống phong độ so với bài trước. Cũng không yêu cầu bạn quá nhiều. Chắc là tôi nghĩ là nếu như bạn hát những bài tủ có sẽ bạn sẽ hát tốt hơn. Vâng ạ, còn ý kiến của chị Cẩm Ly thì sao ạ? Xin mời chị. Cái bài mới như thế này là nó sẽ nhanh hơn so với bài Ước Gì. Nó tiết tấu nhưng mà nó sẽ đều và nó không có những cái chỗ để bật lên mình nghe rõ cái giọng của Tâm như thế nào. Mà ở đây thì mình cần cái đó. Nhưng mà đối với cái bài này, Trang đã có cái sự tự tin nhiều hơn. Nhưng mình thiếu cái giao lưu với bạn Hùng. Hùng quay qua nhìn miết hà. Tương tác với khán giả là một chuyện, nhưng bỏ bạn trơ trơ một mình tội nghiệp bạn lắm. Nó sẽ không có sự tương tác được giữa cái hát đôi. Cô Hùng Tư, đứng dòm ngoài. Cho bổ sung thêm là okay. Như này nè. Nó có cái diễn biến đó là lúc Lê Trang nhìn sang Quang Hùng thì Quang Hùng không nhìn. Sau đó Quang Hùng trả lại để nhìn Lê Trang. Lê Trang đã xong cái nhịp nhìn rồi thì nhìn khán giả. Ha ha ha.
là hai chị em cứ như này, không khi nào được gặp nhau gọi là đuổi bắt nhau đó, đuổi hả bắt nhau anh đó. Biết cái bài này là bài gì không anh? Dạ chuyện buồn đó. Mình hát đôi quan trọng là cái sự ăn ý với nhau nữa. Không những là mình ăn ý, nhiều khi mình đúng là mình mới ráp nhau thì mình phải để ý, không phải là ăn ý, lúc đó mình phải để ý, để không thôi nó không có một cái sự đồng điệu, không có cái nhịp với nhau, đúng không? Còn Hùng á thì giống như có cái nhận xét của tất cả mọi người thì nó đỡ hơn, cảm thấy nó đỡ hơn, em không hát sắc nét như lúc cái bài đầu tiên, nó đỡ hơn nhưng mà nó vẫn chưa có ra Phan Mạnh Quỳnh lắm, hiểu không? Tất cả em không có độ ngân đuôi, em cắt hẳn luôn, đâu lâu đâu rung nhẹ chút xíu nó quay ra nó mềm. Anh chỉ cho em về em lấy một cái đồ nặng, khi em thả nó xuống nó có cái độ dội lên vậy rồi nó từ từ nó mới đứng yên, đúng không? Thì của em là rớt cái chạch đã dính vậy luôn đó, em hiểu không? Còn em buông một cái xuống đó thì cái dòng Minh Quỳnh nó vậy nè, thấy không? Đó nó là vậy nè, nhớ nha. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo rất nhiều và cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục trong đêm thi tối nay ở đây. Và kết quả thì sao? Chúng ta sẽ quay trở lại sau 10 phút nữa. Và ngay bây giờ đó là kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời các thí sinh của chúng ta trở lại sân khấu ạ. Xin mời. Ban giám khảo thân mến, và bây giờ sẽ là kết quả ai sẽ là người dừng lại và ai sẽ là người sẽ có cơ hội được đi tiếp vào những vòng tiếp theo. Xin mời Thanos Trấn Thành, mời anh. Mỗi lần mà cứ cái điều khó nhất là tôi không. Ok, lỡ Thanos rồi thì Thanos sẽ làm luôn nha. Cảm ơn các bạn mang cái sự trẻ trung, âm nhạc văn minh lên sân khấu. Nói một tí về bạn Bùi Anh Tuấn. Bạn này nếu chọn đúng bài thì bạn sẽ hát rất tốt. Và giọng bạn cũng thật sự là giỏi đấy. Đó là với Nam Ánh. Còn bây giờ là với Quang Hùng. Khi mà thể hiện Phan Mạnh Quỳnh thì em cần phải cảm nhận được cái hồn, chứ không phải chỉ đơn giản là cái cách hát. Nội tâm khi hát như nói chuyện, bất cần một tí. Nói về bạn Lê Trang, bài tủ thì giống, bài mới thì chưa giống lắm. Và cái em muốn chị chinh phục đó là âm nhạc của Mỹ Tâm bây giờ. Riêng về bạn Thu Ngân, khẩu hình hiện nay với em là quan trọng nhất. Em không cần phải mớm như anh nói, nhưng em em cần phải gom chữ lại. Trong vòng thi này tôi chọn Nam Ánh. Chúc mừng Nam Ánh. Thu Ngân, chúc mừng tấm vé thứ hai. Liệu rằng có tấm vé thứ ba hay không? Chắc có lẽ là không có tấm vé thứ tư, nhưng sẽ có tấm vé thứ ba cho Lê Trang. Chúc mừng cho Lê Trang. Và đặc biệt chúng tôi rất là cảm ơn sự tham gia của cô Anh Hùng với tập thi đấu tuần này. Một tràng hô tay cho bạn. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Còn bây giờ Minzu và Khánh Như xin chào và hẹn gặp lại.